có vẻ đẹp, có vẻ đẹp được. Ê, đẹp vậy được. Đi coi chừng chung mắt này. Rồi ngồi trên đây luôn. Đi đạp á. Đi đạp chừng á. Tại hết rồi. Nó hết rồi. Tặng tao. Dạ, xin thức đi.
nó nấu ngon quá mà nó đỡ đỡ bụng. Ngon ngon có chừng lát mới làm đó nha. Như thế như này ở đây không ai mà đánh con như em lại ra ngoài đây để làm. Được nha, quấn quấn cán rất là nghiệp nha. Bóng nhà quấn cán sao cái gì vừa lên tới đây. Bảo chứ không phải Phước. Ủa sao tính bỏ nhỏ phải không mà hụt hả? Chém đó, cho nó chém bỏ nhỏ trên. Chém nó trên. Để lắc cái này trực tiếp lắc luôn cái cổ này anh dùng lý vậy đó nó thổi ngay đây không lắc nè quay không bằng cái sub bên này sành đúng không có không gió thổi bên này nó lắc mà đập á anh mở hết vai ra rồi mà em thấy cái đập xuống nó vẫn thiếu đúng rồi hai em à. Trời vậy nãy giờ không chịu đổi không biết đi. Mèo đây chi biết đi. Đá cây theo lưỡi heo. Quá trời trái rồi. Thank you.
Điểm nữa chị. Vô. Vô đi, nhường chỗ cho em. Trái mày để được rồi, mày sửa vậy chi vậy? Thôi, chút nữa đó mà. Máy bệnh tâm.
chứ lụng. Bẻ khẩu tay.
này là hai trái luôn rồi đó. Mày đùa quá. Má cái lúc đấy đẩy về lớp 3 giờ giờ có 6 bài trái luôn. Ờ. Nạp cạc á, leo lưới hoài luôn á. Hôm nay cái ngày rùa. Nó sừng rùa. Chứ mấy cái đó là do chân cứng mới qua được á. Nãy chém là chết hai anh em liền. Bạc mấy là chết hai anh em liền. Biết rồi, biết bài đó rồi. Cái đó là cái tôi tạc xong là bước đứng canh luôn rồi đó. Cái đó là ông vừa mà kê dài là ăn trộm liền luôn. Mà vô thì tạc ngang. À, Phước không biết cái lưới đâu, Phước có đánh lưới là nó bay ra ngoài. Mấy cái tạc người ta kê dễ chụp lắm. Mấy trái ta đẩy lại á. Các bạn đúng lại á. Đẩy lại là nhanh á thì nó khó chụp, mấy trái mà chặt á là dễ chụp. Ôi nghỉ đi về. Ôi quá quá quá. Chưa có động hết. Mưa nữa à. Mát lắm, đánh cái thân kia kìa, mát lắm. Anh đạt không được cái đó. Trung lý bị nghe nói quá gửi à. Gửi cái ban đầu à. Chính mình đi chứ, không rõ gì. Gì nghe Trung lý đeo ban đầu thì dấu thật rồi. Ờ đúng rồi á. Tại vì trán cao cao. Ôm ôm. Né rồi. Em đã né rồi. Sợ quả táo. Làm IT nữa mà. Nhưng mà Thạch đặt cuộc súc lắm. Thạch đó. Né né ra ngoài á. Né ra ngoài á. Né đó là xuyên cái cửa rồi. Bất chấp quá. Bận quá. Hết tay. Ấm hơn à. Mất cân bằng. Những cái kén này to lắm nè. Nhìn tiếng nhìn xa em không thấy mắt nó luôn á. Thầy với Nguyên đi chơi chỗ này à. À giống. Hay thích lơ. Ai thích đi bệnh. Thôi em cũng bảo rồi. Không. Nó hơi sống mà nó mềm. Nó êm. Nhiều mẫu hơi sống. Em với Hiếu có mẫu màu trắng hồi xưa. Này, hơi lâu quá rồi. Nó mòn, em vô chuột té. Không, mà axit thì chưa axit đi. Thuyền tới này. Đúng rồi, đúng cao. Thằng kia bán, gặp bao nhiêu ai sắc tới dài axit. Đó. Đi vào chiền lại. Được không? Thấy cổ chân cao lắm á. Thấy nó bán. Thấy nó nhiều giống như vậy. Cái con này đẹp hơn trái thôi. Mà đều dài. Nó trợ trợ nhúng nhiều hơn. Ờ, nó trợ nhúng nhiều hơn. Cái này lật chân, cột chân. Ờ, giờ lật cổ chân. Có đôi của ông Bảo đẹp ghê. Mà bữa kiếm lại đó vậy đó được cái nó mua. Được. Kiếm rồi kìa có rồi. Rồi.
Càng chứ quán cảnh rồi nghe tên thấy rồi. Nghe thấy hưởng thụ quá à. Nghe thấy rồi, cảnh quan Phước Đức. Quá nghe đúng nghe. Quá. Cả tử với cái đèn viên nhìn ngàn đi. Cái gì thiền viện Trúc Lâm. Quá nghe bây giờ chú ý quá quan trọng. Ghê. Một cái sự điềm tĩnh này nhẹ. Ủa chưa xong mà. Mắc cỡ quá kỹ luôn. À mắc cỡ quá. Mập đập nó chưa mở da. Trời ơi. Gặp vậy. Ờ mở da với lại nó hơi đổ cổ tay. Không cổ tay à. Nó xài cổ tay mà. Nó chưa bị chấn thương cổ tay đâu. Tại nó đập không có đến. Thank you.
tắt luôn anh. Quay luôn. Quay anh để luôn mà. Yeah.
cái điện cái chỗ kia. Ờ, tiếng hồi hộp quá là đẩy dài. Ở đầy ra ngoài á. Sao đẩy ra ngoài? May là cả đỡ thì biết đây chơi rồi. Tại vì đó vô người nên không gì thì là cuối luôn. Cuối là bỏ luôn. Mày nhớ đánh chị ấy đâu? Đánh nhanh cảnh mới luyện lưới được rồi. Đúng không? Đúng. Bạn người nhà. À, tự nhiên lấy trái hai trái luôn. Sẽ biết còn chồng. À, cái nó bị nó lạng qua miếng nó phải. Dưới đó là đang suy nghĩ thôi là muốn cái này anh được bạn. Đó là lấy cái đầu đội đó. Mà lại đúng không? Cài cho con đứng yên. Chưa đánh này. Nói em được cái lốt được. Tại thường á anh cảnh ông lớp xong là ông lên là đỡ cái lưới nên là em tính là công lao lại mà ông đứng đó luôn. Không thì không. Còn Quang ông đứng đó luôn. Quang á, cái trái với Quang á, à. Lúc mà cái trái bên đây nè. Cái anh trái kia nó nói vậy anh thấy em lốt với ông Quang lại nghi cái này cũng lốt em rồi. Cái anh kêu em là em xuống rồi. Em xuống hay không? Không ép trước cái là em phải đi lên đập. Em mà được cái trái kia vừa có thế là em cũng liền thế. Vì mình lốm lên cái người ta chém lại là mình mất thế. Còn mấy kia được cũng được. Nhưng mà nếu mà em cũng tốt. Kẹo như mình cũng tốt lắm rồi không? Không lao đâu, không lao mà khi này bất ngờ thôi, không lao bất ngờ để mình thấy đấy. Ừ, tại vì mấy đứa nó không lao đầu đúng không, người ta cái lần thứ hai là người ta biết còn sẵn rồi, nhưng mà không lao chụp xuống liền luôn. Cái gì kinh nghiệm thì nó chụp xuống liền là mình người ta không lao. Tại vì bản thân không lao là không có nhanh rồi. Mình lấy theo thôi. Nổi chân luôn đúng không? Ờ.
cân chút nó quan này cho nó gần. Gần cái camera không? Quan thảo quá. Không điều diễn được. Quan đánh thảo quá con ơi. Xa camera không điều diễn được. Đau chân rồi. Bán lên cái nhà làm thương cái nhà. Tới luôn mà bơi. Ủa rồi nó nấp cái miếng gì dưới à? Hay là kiểu này vậy à? Ở cái đế á. Đắt vậy. Đắt hơn nó. E hung. Hồi từ sáng mập ơi. Thấy mệt rồi đó. Lộng
từ là vậy đó. 6 tháng. Bảy tám. Rồi thế xong lên. Tám điều. Chín tám. Rồi mới xuống liên tục luôn. Ở đập tay rồi vô ngủ vô tinh thần nha ơi. Rồi thấy chưa, đập tay cái ăn liền. Còn mấy cái kia cặn mấy người. Ủa rồi. Chưa có ăn đâu mà hát nha.
những cái sai lầm đưa qua bên phải ha anh Quang. Hết phải rồi. Không phải sai thôi. Bạn kỹ thuật tiếp đi. Vô kịch tiếp. Vô đi kìa. Tiếng nó dài. Rùa nên thua. Tại ở ngoài nó nhìn nó thấy nó nói. Thua là do hết rùa rồi. Quan trọng là đã hết bài rồi. Chị Thanh gánh. Ráng nhịn cười sao ông nào kẹo ráng kẹo mất cười vô đi chị. Mày biết nhiều điểm của em rồi mày nhịn chứ trời cài cười lên khung lên miếng đâu chơi vậy chưa lắm bắn tôi tức. Thank you.
đây. Đánh đâu đây. Thì à, muốn đánh chung không được đánh. Tức quá. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Tự nhiên đâu. Bạn. Chung kết bạn ơi. Thank you.
chạy thấy mẹ này. Ông nghĩ là mối toán luôn, ông nói gì ổng mà
luôn á. Nhưng mà cái khúc sau là sao quên mất rồi. Thì cái đó là cái rồi, rồi sau đó là kêu cái ông Long Dương không nói giờ sao cứu không được. Sao phim đó đâu em nhớ tại vì thiếu rồi. Tại vì đấy mà cái khúc sau là gì á quên rồi, chỉ biết Long Nhân. Cái đó Long Nhân khác luôn á. Cái này tao đang nói này vừa thành đầu mà. Tại vì có. Rồi sau đó là cái ông kia ông nói là bây giờ á là có cái ông làm ở trong cung á, là ông chặt đầu, ông là có nhiệm vụ chặt đầu đó. Bây giờ á ngay cái giờ đó là chặt đó, rồi kêu ông đánh cờ đi xong rồi bị gì á, xong rồi như là thằng thái tử nó kêu cứu ông. Cái đó là nó cha rồi ba, không ý là chặt đầu xong rồi xong con của ông không có đó kêu cứu để lấy cái đầu uống lại á. Coi nhiều loạn quá. Có cái đó nó ở dưới riếng đúng không? Chặt đầu nó ngồi dưới riếng đúng không? Chôn riếng lại xong bằng kia làm pháp sư. Làm ấy của Vương quốc luôn hả? Coi nhiều loạn. Có chừng cái bản khác gì vậy đó. Còn cái bản kia là chặt đầu xong rồi. Sau đó mấy cái ông Long Dương á, ông mấy có cái ông hồn cầm cái đầu vô cái ông vua để đòi trả mạng lại cho ta. Thì cái đầu dưới giếng á đẹp đá lên nó nhớ không? Anh nhớ không? Không biết nữa nhưng mà có anh có cái cục đá đè dưới mà cái đầu ông nhưng mà lúc đó đã bị chặt rồi cái gì rồi? Ừ, bị chặt rồi. Nhưng mà cũng vô dụng mà đâu có kéo được. Đâu có gắp lại được. Rồi sau thì sao á quên. Rồi về sau. Sau mấy thanh bạn á, lúc đó mới làm phép để cho chứ rồi. Ngày không lúc sau đẩy. Còn quay hả? Còn đang quay đó. Quay gì thôi lại lên YouTube hết á. Các bạn nha. Em đợi cái người ta đứng yên người ta tạt tạt. Một cuối cùng chung kết thôi à đúng không? Ê, nghe là biết thôi. Nè. Được rồi. Còn hả? Hết giờ rồi. Còn 5 phút.
sau này á là quỷ con kích nó đánh ăn một không á, rồi cuối cùng biết sao á cái con gà nó lại mổ con kích cho bị thương đâu. Cái con mà con biết đó là